Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review mặt nạ Tisan chiết xuất hoa hồng Anh 22g giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Hướng dẫn sử dụng, bước 1 làm sạch và lau khô nền da, bước 2, lấy mặt nạ ra khỏi bao bì. Trải đều và vuốt nhẹ để lớp mặt nạ mềm mại khít vào da, sau đó tách bỏ lớp nhựa trắng bên trên. Bước 3, thư giãn 15 đến 20 phút rồi tháo bỏ mặt nạ, bước 4, nhẹ nhàng mát xa da giúp lượng tinh chất còn lại thẩm thấu hoàn toàn vào da. Bước 5, sử dụng 2-3 lần tuần để đạt hiệu quả tốt nhất, hướng dẫn bảo quản, bảo quản nơi khô thoáng có thể để ngăn mắt tủ lạnh vài phút trước khi sử dụng để cảm giác sảng khoái hơn. Thông tin sản phẩm: tên sản phẩm, mặt nạ TITON chiết xuất mầm gạo 22g, đối tượng sử dụng, mọi đối tượng, xuất xứ, Việt Nam. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi, quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết